Mến chào toàn thể quý vị, ngày hôm nay channel Hasco Vlog sẽ chia sẻ đến với quý vị những hình ảnh nơi khu vực Hasco sinh sống. Và quý vị nhìn thấy trên màn hình thì quý vị thấy đây là thành phố Pflugerville và cách Austin là thủ phủ của tiểu bang Texas vào khoảng 40 phút chạy xe. Và quý vị nhìn thì quý vị thấy đây là khu vực nhà ở, nhà có sân vườn của Hoa Kỳ. Và nhà ở sân vườn thì quý vị thấy là luôn luôn có sân vườn, rồi có tường gỗ bao quanh, phía trước nhà luôn luôn có những cây cối và phía sau vườn cũng trồng rất là nhiều cây cối cũng như là trồng cỏ rất là đẹp mắt. Nhất là vào mùa xuân khi mà hoa nở khắp nơi thì quý vị sẽ thấy rất là tươi xanh và rất là đẹp đẽ. Và ở Hoa Kỳ này, khu vực kinh doanh và khu vực nhà ở là hai khu vực biệt lập nha quý vị. Và khu vực nhà ở thì luôn luôn có những cái đường đi bộ này, còn cái đường để mà đi xe hơi thì luôn luôn có hai chiều. Và đây là những hình ảnh của khu vực nhà Hasco sinh sống. Thì Hasco sẽ chia sẻ đến cho quý vị để quý vị hiểu thêm về cuộc sống ở Hoa Kỳ, về nhà cửa Hoa Kỳ như thế nào. Và khu vực nhà ở của Mỹ, luôn luôn họ trồng cây rất là nhiều. Những cái khu vực mà quý vị thấy là cây nó còn nhỏ là khu vực đó nó mới. Và cái khu vực nhà Hasco sinh sống thì nó cũng chỉ mới thành lập đây thôi. Chắc là cũng phải trên 5 năm rồi. Nhưng mà đây là một cái thành phố khá là phát triển nha quý vị. Và ở Mỹ người ta trồng rừng hàng năm cũng rất là nhiều. Và khu vực nhà ở cũng vậy, người ta cũng ưu tiên trồng rất là nhiều cây cối. Và quý vị thấy những cái khu vực nào mà cây cối nó lâu năm là khu vực đó là đã được thành lập từ lâu. Còn thành phố Pflugerville này, nơi Hasco sinh sống thì cũng mới được thành lập đây, chắc là cũng vào khoảng trên 5 năm. Và cây cối thì có một số nơi thì còn nhỏ, thì quý vị sẽ biết được rằng đó là cái khu mới thành lập. Và thành phố này cũng là một thành phố đang rất là phát triển. Tại vì chung quanh khu vực Hasco sinh sống thì chuẩn bị xây dựng những trung tâm thương mại rất là lớn. Rồi có xây dựng khách sạn, rồi cũng gần khu trung tâm mua sắm rất là nhiều thứ để chúng ta có thể lựa chọn và mua sắm cũng như đi siêu thị. Rồi ở trường học thì cũng chung quanh cũng rất là nhiều, nhà thờ cũng vậy. Và ngay cả gần nhà Hasco sinh sống thì cũng có một cái tổ hợp công ty đã được xây dựng. Và chung quanh thì rất là nhiều khu vực cũng đang xây dựng. Sau này khi có thời gian rảnh thì Hasco sẽ đi những cái khu vực gần nhà đang xây dựng để chia sẻ đến quý vị. Để quý vị có thể khám phá cuộc sống Mỹ và chúng ta có thể đi du lịch qua màn ảnh nhỏ, qua những cái video, qua những cái vlog mà Hasco chia sẻ. Cảm ơn quý vị đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị vào những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.